Hà Nội, báo Tiền Phong, Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề An toàn không gian mạng cho sinh viên. Tọa đàm có sự tham gia của đại diện Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và đại diện các đơn vị liên quan. Đa số các đại biểu tham gia tọa đàm đều cho rằng sinh viên, người trẻ hiện nay đang sử dụng mạng xã hội với tần suất lớn nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, trao đổi tương tác với bạn bè, người thân và thế giới xung quanh. Chính vì vậy, thông qua chia sẻ của những khách mời là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tọa đàm đã mang đến các thông tin giúp sinh viên tham gia môi trường mạng Internet có được những ứng xử văn minh, văn hóa và phát huy những tích cực mà không gian mạng mang lại, hạn chế những tác động tiêu cực của không gian mạng. Đặc biệt, thông qua những câu chuyện thực tế của các diễn viên nổi tiếng, những người có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ đã mang lại tọa đàm những kinh nghiệm cần thiết để giúp cho mỗi người phòng tránh được những điều không mong muốn. Hưởng ứng tháng chuyển đổi số quốc gia, Nhà xuất bản Kim Đồng, Trung tâm Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng phối hợp cùng Hiệp hội Giáo dục Mầm non Ngoài công lập Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề An toàn trực tuyến cho trẻ em. Tại chương trình, các diễn giả và khán giả tham dự đã cùng nhau trò chuyện và giao lưu về thực trạng sử dụng mạng internet của trẻ em, gợi ý các nhóm giải pháp để xử lý những tồn tại bất cập trong quá trình triển khai các chương trình bảo vệ trẻ em trên không gian mạng hiện nay cũng như hỗ trợ trẻ em khám phá Internet an toàn. Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhà xuất bản Kim Đồng đã giới thiệu bộ sách 15 bí kíp giúp tớ an toàn nhằm hỗ trợ các bậc phụ huynh và những người chăm sóc trẻ em, người làm giáo dục, trang bị tốt hơn các kiến thức, kỹ năng cần thiết liên quan đến mạng Internet và bảo vệ an toàn khi tham gia thế giới số. Cuốn sách do nhóm tác giả của Trung tâm Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng CFC Việt Nam biên soạn dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi. Sách gồm 68 trang cô đọng những nội dung thiết yếu với cách viết ngắn gọn, dễ hiểu, đi cùng tranh minh họa sinh động, giúp trẻ dễ dàng tiếp cận. Tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Với sự tham dự của 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 7.358 sinh viên trong toàn tỉnh Hải Dương. Tới sự đại hội có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng ghi nhận biểu dương những thành tích xuất sắc của phong trào sinh viên và hoạt động của hội sinh viên tỉnh Hải Dương trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, hội sinh viên tỉnh cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục sinh viên, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của sinh viên, chăm lo hỗ trợ sinh viên về mọi mặt tiếp tục củng cố phát triển đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hội sinh viên theo hướng ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn, gắn hoạt động của hội với các nhiệm vụ chung của tỉnh và của đoàn thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương đã triển khai hiệu quả phong trào sinh viên năm tốt. Đã có một sinh viên được tuyên dương sinh viên năm tốt cấp trung ương, 126 sinh viên được tuyên dương sinh viên năm tốt cấp tỉnh, 320 sinh viên được tuyên dương sinh viên năm tốt cấp trường. Hoạt động sáng tạo và công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên tiếp tục được đẩy mạnh. Các hoạt động tư vấn hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên được quan tâm có những chuyển biến rõ rệt. Phong trào sinh viên tình nguyện được triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp, xuất hiện những mô hình cách làm mới thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo sinh viên.